Những năm gần đây, cờ vua Việt Nam gặt hái được không ít những thành công trên các đấu trường quốc tế, đặc biệt ở lứa tuổi trẻ. Đây là hình ảnh cậu trò 9 tuổi trở thành kiện tướng quốc gia. Đầu Khương Duy, cậu bé sinh năm 2011 ở quận Hà Đông, Hà Nội, trở thành kỳ thủ trẻ nhất Việt Nam giành chuẩn kiện tướng quốc tế IM ở tuổi 11 tại Bangkok mở rộng hôm 30 tháng 10 2022 vừa qua. Thì cháu Duy thì đến với môn cờ vua từ năm 6 tuổi rưỡi. Thì lúc đầu học tại nhà, hai bố con đấu tập với nhau, đánh chơi với nhau. Thì sau khi mình thấy cháu cũng có một chút năng khiếu thì mình đưa cháu đến câu lạc bộ để học. Thế thì là khi mà đến câu lạc bộ thì được tiếp xúc với cái môi trường học với các bạn ấy, cộng với khả năng cũng có trí nhớ tốt. Và Duy đặc biệt là một cậu bé rất hiếu thắng, không bao giờ muốn thua. Thế nên là cháu cũng rất là cố gắng tập nhiều hơn so với các bạn. Thế thì sau đấy thì cháu cũng có những cái thành tích là có huy chương quốc gia, rồi được vào đội tuyển Hà Nội, rồi cháu có huy chương thế giới. Thì từ đấy thì cháu đã theo cái đường cờ chuyên nghiệp. Hôm nay thì anh thay mặt cho công ty Hoàng Minh tặng món quà cho con và chúc con sắp tới sẽ thành tích tốt hơn, sớm đạt chuẩn kiện tướng quốc tế. Hy vọng là chiếc Garam này sẽ đồng hành cùng với con và mang đến vinh quang sớm đạt kiện tướng quốc tế. LG là thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực điện tử, điện lạnh đến từ Hàn Quốc. Thương hiệu LG đã càng ngày càng chiếm được lòng tin của khách hàng thông qua việc số lượng khách hàng lựa chọn sử dụng các mặt hàng điện tử LG ngày càng gia tăng. Dưới đây sẽ là một vài ưu điểm nổi bật của LG Garam 2022. Trọng lượng siêu nhẹ chỉ từ 999g mà lại đạt độ bền tiêu chuẩn quân đội Military Standard 810G. Thiết kế mỏng nhẹ có 3 màu trắng, đen và xám than, cực kỳ sang trọng và lịch thiệp. Thời gian pin sử dụng tối đa lên tới 23,5 giờ, thuận tiện cho bạn làm việc liên tục trong ngày mà không cần phải cắm sạc. Bộ vi xử lý Intel Core i Gen 12 dũng mãnh, đảm bảo tốc độ làm việc đa nhiệm được nhanh nhất trên kích thước màn hình lớn lên tới 17 inch. Và thêm nữa là rất nhiều tính năng bảo mật chống nhìn trộm từ LG Claim giúp bạn có thể bảo mật tài liệu ở mức cao nhất. Ngoài ra, LG Garam 2022 còn cho một chiếc màn hình cực đẹp với độ phủ màu chuẩn xác lên tới 100% DCI 3 cũng như là một hệ thống cổng kết nối rất đầy đủ trên một thân hình mỏng nhẹ. Chào Duy nhé, đầu tiên Duy có thể chia sẻ một chút cảm xúc của mình ngay lúc này được không? Em cảm thấy rất vui khi được nhận món quà từ công ty ạ. Ok, vậy thì Duy có thể chia sẻ cái mục tiêu sắp tới của mình cũng như là sắp tới thì em sẽ đi thi đấu ở đất nước nào? Dạ, sắp tới thì em sẽ đi thi đấu giải vô địch châu, giải vô địch châu Á U20 ạ. U20 ở đất nước Philippines, thủ đô Manila. Vậy thì bây giờ Duy đã là đạt chuẩn kiện tướng cờ vua quốc tế, mặc dù là tuổi vẫn còn đang rất là trẻ như thế này. Vậy thì mục tiêu sắp tới của Duy sẽ là gì? Mục tiêu sắp tới của em là em sẽ cố gắng được thêm 2 chuẩn nữa và có đủ elo để trở thành kiện tướng cờ vua quốc tế ạ. Rất là bất ngờ với tài năng của Duy. Và anh hy vọng là trong thời gian tới thì cái chiếc laptop này sẽ là người bạn đồng hành của em để có thể giúp đỡ cho em trên cái quãng đường chinh phục cái giải cờ vua quốc tế của em nhé. Dạ. Ok rồi anh. Cảm ơn em. Dạ, cảm ơn. Gia đình Khương Duy xin cảm ơn công ty máy tính Hoàng Minh, Laptop World và LG đã tặng cho cháu một món quà rất ý nghĩa này. Thế thì là với cái đặc thù công việc của cháu là hay đi thi đấu nước ngoài, di chuyển nhiều, thì cái máy tính này có một đặc điểm là rất là bền, chịu được va đập và đặc biệt là trọng lượng rất là nhẹ. Thế thì rất phù hợp với lại cái nhu cầu của cháu. Xin cảm ơn công ty.